thưa quý vị, sau này ở trong miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, non sông thu về một cõi Bắc Nam liền một lần. Đất nước đã bước sang giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng tổ quốc và phát huy đạo pháp trong chiều hướng đi lên của dân tộc, tăng ni Phật tử yêu nước, ý thức trách nhiệm về nghĩa vụ của mình đã đoàn kết và sát cánh nhau thành lập Ban Liên lạc yêu nước thuộc Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm duy trì ba nguyện vọng: một là đoàn kết rộng rãi tất cả những tổ chức Phật giáo để tiến đến một chương trình hành động thống nhất trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng; hai, phát huy truyền thống yêu nước của người Phật tử Việt Nam để tích cực tham gia xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, ra sức phục hồi sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; ba là trau dồi chính pháp nguyên tâm của Phật, bồi dưỡng đạo đức trong sáng và đưa nếp sống tinh thần của tăng ni và Phật tử ngày càng hòa hợp với đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; củng cố hàng ngũ tăng ni cảnh giác sự lợi dụng tín ngưỡng của những người núp bóng tôn giáo hoạt động chính trị phản động. Xét về chủ trương và đường lối đắn đo, Ban Liên lạc yêu nước đã được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của tất cả các giáo phái và của các giáo phái và toàn thể Phật giáo, gồm có 10 tổ chức hệ phái và giáo hội. Ngày 17 tháng 8 năm 1975, Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra mắt với thành phần chủ tịch là Hòa thượng Thích Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Kim Quốc. Hòa thượng Thích Tử Ý là một trong ba phó chủ tịch. Ngài là nguyên lúc đó là viện trưởng Viện Hoàng đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam của trường. Và trong 8 ủy viên của chủ tịch đoàn thì có Hòa thượng Thích Pháp Tặc, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội Tái thiết Phật giáo Việt Nam của trường Việt Nam. Ngày 27 tháng 3 năm 1980, tại chùa Trường Thạnh nằm trên đường Yết Xanh, quận 1, đã trở nên là cái nơi hội họp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của trường. Và trong cái buổi họp này thì Hòa thượng Thích Minh Nguyện, trưởng Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Bỉu Ý, viện trưởng Viện Hoàng đạo Trung ương Phật giáo của trường, Hòa thượng Thích Huệ Thành ở chùa Long Thiền, tăng thống của Phật giáo của trường Việt Nam, và trong gần 30 đại biểu Phật giáo cổ truyền quận huyện nói trên của thành phố, người ta còn thấy các thượng tọa đại đức của phái này đã từng nổi tiếng trên các mặt công tác xã hội và sản xuất, như đại đức Thiện Xuân ở Bình Chánh, đại đức Huệ Sướng hay là hòa thượng ở Tân Bình. Trong cái cuộc họp ấy thì các vị đã phát biểu là và tiến hành tiến tới thành lập cái ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam. Và ngày 15 tháng 5 năm 1980, ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam đã tổ chức làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn nhất trí về phương hướng và nguyên tắc hoạt động của ban vận động đã đề ra, đồng thời nhiệt liệt hoan nghênh và thành tâm cầu chúc chư tôn hòa thượng, thượng tọa, quý vị trong ban vận động đủ sức khỏe để hoàn thành sứ mệnh trong trọng đại của dân tộc và đạo pháp. Ngày 2 tháng 11 năm 1981 thì các đoàn đại biểu Phật giáo ba miền đã đề nghị đông đủ về dự hội nghị thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Phật giáo Việt Nam toàn quốc, tổng cộng có 165 đại biểu. Ngoài ba vị là Hòa thượng Thích Tử Ý là đại biểu thuộc thành phần ban vận động, Hòa thượng Thích Huệ Thành, Hòa thượng Thích Hồng Năng và đại biểu tiêu biểu của phía Nam, đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo của trường Việt Nam có 12 vị do Hòa thượng Thích Chí Tấn làm trưởng đoàn, thượng tọa Thích Chí Tông là phó đoàn, đại đức Thích Thiện Xuân là thư ký của đoàn và đại thượng tọa Thích Chí Tâm đã thay mặt Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam đọc tham luận ở trên diễn đàn. Hội nghị thống nhất Phật giáo Việt Nam đã diễn ra tại chùa Quán Sứ Hà Nội từ ngày 4 đến 7 tháng 11 năm 1981. Hội nghị đã thông qua hiến chương và chương trình của hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
hội nghị đã thành lập suy tôn hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 50 vị hòa thượng trưởng lão tiêu biểu của các giáo hội hệ phái do hòa thượng Thích Nhất Nhuận làm pháp chủ đầu tiên. Trong số 6 vị được suy tôn là phó pháp chủ có hòa thượng Thích Huệ Hành, tăng thống giáo hội Phật giáo cổ truyền, các hòa thượng Thích Hồng Năng, Thích Chí Tấn, Thích Biểu Ý, Thích Quảng Kim tham gia hội đồng chứng minh. Hội nghị đã suy cử hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 49 vị tiêu biểu của 9 tổ chức hệ phái giáo hội có năng lực, có sức khỏe để gánh vác điều hành các mặt Phật sự của giáo hội do hòa thượng Thích Chí Hùng làm chủ tịch hội đồng trị sự đầu tiên. Phó chủ tịch gồm 9 vị, trong đó có hòa thượng Thích Biểu Ý thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam cổ truyền, hòa thượng Thích Chí Tấn, hòa thượng Thích Chí Tâm tham gia hội đồng trị sự. Quý thưa quý vị, sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước thống nhất, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cổ truyền đã tham gia ban liên lạc Phật giáo yêu nước và nhiệt liệt ủng hộ công cuộc vận động thống nhất cả nước của tổ chức này. Sau khi được tin trong dịp đầu năm Canh Thân năm 80, chư tôn lãnh đạo, chư tôn hòa thượng lãnh đạo giáo phái ở miền Bắc cũng như ở Việt Nam đã có cuộc gặp mặt lịch sử để tiến tới thống nhất Phật giáo Việt Nam và thành lập ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam do hòa thượng Thích Chí Hùng làm trưởng ban cùng các lãnh vị lãnh đạo tiêu biểu của các giáo phái Phật giáo Việt Nam làm ủy viên, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam cổ truyền đã tổ chức một cuộc hội thảo tại chùa Trường Thạnh, văn phòng giáo hội trung ương và các cuộc hội thảo tại một số các tỉnh địa phương là hân hoan phấn khởi có những đặc tin mừng này. Qua sự phổ biến trên và của các cơ quan ngôn luận về các văn kiện của ban vận động như thông bạch nghị quyết, văn bản giải thích ý nghĩa nội dung, văn bản thông bạch nhân ngày ra mắt của tại thủ đô Hà Nội ngày 9 tháng 4 năm 1980, toàn thể tăng ni Phật tử giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam lại càng hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa cao quý của việc thống nhất Phật giáo Việt Nam. Những số liệu sau đây như có 15 người trên 165 đại biểu tham gia hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với 4 vị tham gia hội đồng chứng minh, trong đó có 1 vị phó pháp chủ, 3 vị tham gia hội đồng trị sự trung ương, trong đó có 1 vị là phó chủ tịch, chứng tỏ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cổ truyền đã có những đóng góp xứng đáng trong công cuộc vận động tiến tới vận động thống nhất Phật giáo, tiến tới thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa quý vị, tôi xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, kính chúc hội thảo thành công tốt đẹp.